hôm nay là ngày mùng 4 Tết. Trang trại Thanh Xuân đã mở hàng và bán hàng cho khách hàng. Đầu năm mới xin kính chúc bà con có một năm mới khỏe, may mắn, thành đạt. Trang trại Thanh Xuân bắt đầu đã bán hàng, bán hàng cho bà con ở gần xa các tỉnh. Trứng dế thì cũng sáng cũng đã có bác khách cũng mở hàng rồi. Còn thu mua thì mùng 6 trang trại Thanh Xuân bắt đầu sẽ thu mua để bà con để gửi xe hoặc là mang đến bán. Đây là một trong số những cái kho của trại Thanh Xuân. Kho ở dưới thì hết sạch hàng rồi. Kho trên này sẽ vẫn còn một số hàng. Vào dịp Tết thì trại bán số lượng rất lớn, rất nhiều. Bà con có nhu cầu mua hàng, mua giống có thể liên hệ với trang trại Thanh Xuân hoặc truy cập website trangtraithanhxuan.com. Bà con vào đó sẽ có rất nhiều mục để xem, để tìm hiểu. Cần tư vấn thì bà con gọi điện. Trại Thanh Xuân xin cảm ơn bà con đã theo dõi video. Kính chúc bà con một năm mới mạnh khỏe, thành đạt, vạn sự như ý. Cảm ơn bà con đã theo dõi.